giả, thời gian qua, nhiều đường dây sản xuất buôn bán xăng giả trên cả nước đã được triệt phá. Có lẽ nhiều người sẽ giật mình tự hỏi rằng liệu có khi nào mình đã từng mua phải xăng giả hay không? Hay xăng giả ảnh hưởng gì đến phương tiện? Hãy cùng tìm hiểu xăng giả ảnh hưởng đến động cơ xe, từ đó biết cách xử lý khi rơi vào tình huống này sau ít phút nữa. Trước tiên, mời quý khán giả điểm qua một vài nội dung chính hôm nay. Thêm 3 trường hợp ngộ độc Clostridium botulinum sau khi cùng ăn bún riêu chay. Phát hiện kho chứa hàng tấn quần áo giả, nhãn hiệu nổi tiếng tại Hà Nội. Sự thật về đường dây xăng giả 200 triệu lít, có phải cháy xe là do xăng kém chất lượng? Cuối tháng 8 năm ngoái, dư luận xôn xao khi liên tiếp nhiều người bị ngộ độc sau khi ăn pate minh chay. Nhiều người nhập viện trong tình trạng khó thở và liệt cơ, kết luận bị nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum, một độc tố cực mạnh mà Việt Nam phải nhập huyết thanh từ nước ngoài để chữa trị. Mặc dù đã có cảnh báo về nguy cơ thực phẩm có thể nhiễm độc tố này nếu không bảo quản và sử dụng không đúng cách, nhưng mới đây, thêm một chùm ca bệnh ở Bình Dương có cùng bệnh cảnh tương tự với ngộ độc Clostridium botulinum xuất hiện, trong đó có một trường hợp đã tử vong. Theo đó, có 3 trường hợp phát hiện đầu tiên đều là người trong một gia đình ở Bình Dương. Trước đó, vào ngày 20 tháng 3, gia đình có nấu bún riêu ăn và làm từ thiện tại Miếu Chiêu Liêu, khu dân cư Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một ở tỉnh Bình Dương, thì xảy ra sự việc. Lúc này, trong nguyên liệu có một hộp pate chay có dấu hiệu bị phồng lên. Thông tin ban đầu, có hơn 100 người đã ăn bữa từ thiện này. Các bác sĩ nhận định biểu hiện lâm sàng cải thiện sau truyền huyết thanh kháng độc tố của vi khuẩn Clostridium botulinum là bằng chứng cho thấy đây là những trường hợp ngộ độc pate do độc tố của vi khuẩn Clostridium botulinum gây ra. Trước đó, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết khi tiếp nhận chùm ca này, các bệnh nhân có cùng bệnh cảnh như cơ, suy tuần hoàn, suy hô hấp. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương cho biết đã có báo cáo kết quả bước đầu vụ việc một người dân ở Bình Dương tử vong do nghi ngộ độc pate chay. Đây cũng là người trực tiếp đi mua nguyên liệu để nấu bún riêu nên lực lượng chức năng chưa xác định được chính xác các nguyên liệu đã mua và mua ở đâu. Hiện tại đoàn liên ngành vẫn đang tiếp tục điều tra lấy mẫu chả chay và pate chay trên thị trường để xét nghiệm tìm độc tố vi khuẩn Clostridium botulinum. Đồng thời tuyên truyền đến người dân không sử dụng sản phẩm chả chay, pate chay hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác, hình dáng không còn nguyên vẹn. Ban An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu người dân tạm ngưng sử dụng tất cả các sản phẩm liên quan đến pate chay. Riêng những ai cùng ăn pate chay với các bệnh nhân cần đến và chuyện để được theo dõi và điều trị kịp thời. Botulinum là chất độc tác động lên thần kinh. Chính vì vậy trong vòng 12 đến 36 giờ, người nhiễm độc có các biểu hiện ngộ độc như đau bụng, đau cơ, sụp mi mắt, liệt cơ, liệt các cơ hô hấp, tình trạng liệt có thể kéo dài vài tháng. Trong khi chờ xác định chính xác thông tin, phía Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân tạm ngưng việc sử dụng tất cả các sản phẩm có liên quan đến pate chay, chờ thông tin và thông báo mới nhất từ Ban An toàn vệ sinh thực phẩm. Riêng những ai cùng ăn đồ chay với các bệnh nhân này cần đến bệnh viện gần nhất để được theo dõi và điều trị. Thưa quý khán giả, có thể thấy xu hướng ăn chay ngày càng thịnh hành, kéo theo cơ sở sản xuất thực phẩm chay thi nhau mọc lên. Tuy nhiên, nếu không được quản lý kiểm soát chặt chẽ, thì vấn nạn mất an toàn vệ sinh thực phẩm, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng là khó tránh khỏi. Thông thường, để đảm bảo thực phẩm chay được an toàn, các cơ sở kinh doanh sản xuất phải đáp ứng các quy định cụ thể như có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc các chứng nhận GMP ISO 22000. Tuy nhiên, thị trường đồ chay đang phát triển mạnh khiến công tác quản lý gặp không ít khó khăn. Bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đa phần đơn vị sản xuất đồ chay hiện nay là các hộ kinh doanh sản xuất nhỏ lẻ, chế biến thực phẩm trong hộ gia đình, mà bao giờ quy mô nhỏ lẻ cũng khó kiểm soát hơn. Cộng với sự phát triển của kinh doanh online, vấn đề kiểm soát, kiểm tra chất lượng, hệ thống phân phối cũng đặt ra những thử thách rất lớn, cần phải đầu tư nhiều hơn trong thời gian tới. Tin từ lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội, đơn vị vừa triệt phá một kho hàng giả cực lớn ở một ngôi nhà 3 tầng và thu giữ hàng ngàn sản phẩm giả mạo nhãn hiệu. Được biết, phải mất thời gian khá dài để các trinh sát tiếp cận và triệt phá. Bởi để trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng, chủ hàng thường di chuyển, đổi vị trí kho hàng liên tục. Kho hàng bị bắt giữ lần này không phải là duy nhất và cũng không phải là đầu tiên. Trước đó, chủ hàng đã thuê tại nhiều địa điểm khác để chứa trữ hàng quá vi phạm. Hàng ngàn sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới được chứa trong căn nhà 3 tầng
thuê tại địa chỉ số 2 DV04 Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, vừa bị Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đột xuất kiểm tra và thu giữ. Chủ kho hàng là Trần Mỹ Sĩ, thường trú tại Dân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam, không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa và khai nhận toàn bộ số hàng này là giả mạo nhãn hiệu, được bán trên các trang mạng xã hội và sử dụng các sàn thương mại điện tử để giao dịch. Thời gian qua, hàng hóa giả mạo sao chép hình thức, kiểu dáng, mẫu mã của các thương hiệu nổi tiếng có dấu hiệu gia tăng và phổ biến trên thị trường. Thực trạng này khiến cơ quan chức năng đau đầu, gây thiệt hại cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp. Do đó, việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường lúc này là hết sức cần thiết. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một kho giải nhập lậu và gần 3.000 chai nước hoa giả mạo các nhãn hiệu vừa bị triệt phá. Kiểm tra kho chứa hàng tại địa chỉ số 727 đường Âu Cơ, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng quản lý thị trường phát hiện đây là kho chứa hàng được 3 hộ kinh doanh có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh chung nhau thuê lại để chứa trữ các sản phẩm là giải và nước hoa. Qua kiểm đếm, đoàn kiểm tra thu giữ gần 4 tấn giải các loại khổ 1,5 m do Trung Quốc sản xuất và gần 3.000 chai nước hoa các nhãn hiệu nổi tiếng do Ý, Đức, Mỹ, Pháp sản xuất. Chủ các hộ kinh doanh không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng như các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Đặc biệt, toàn bộ số nước hoa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa bắt quả tang một xe ô tô chở gần 8.000 sản phẩm nhập lậu gồm bơm thông tắt cống cầm tay, kệ nhựa đựng đồ, bút bi, ví nữ giả da cầm tay, hộp đựng đồ bằng vải, kệ nhựa đựng đồ rửa chén. Lái xe là ông Phạm Thế Khánh có xuất trình hóa đơn bán do hộ kinh doanh Lộc Thúy Hạnh, địa chỉ ở huyện Văn Lãng xuất bán cho bà Hà Thùy Linh, địa chỉ ở thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng. Tổng giá trị ghi trên hóa đơn là 10 triệu đồng. Tính từ công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, sau khi kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn ấp Phú Ninh, xã Sông Phú, huyện Tam Bình thì phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm. Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang lắp ráp tổng cộng 9 loại đèn LED với chiều công suất từ 40W đến 400W. Điều đáng nói, hầu hết các loại hàng hóa thành phẩm không có nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chủ cơ sở chưa xuất trình hợp đồng gia công và có đơn chứng từ cho các sản phẩm liên quan và hồ sơ công bố chất lượng hàng hóa theo quy định của pháp luật. Lực lượng biên phòng tỉnh Kiên Giang vừa phát hiện một tàu lớn và một chiếc tàu nhỏ chạy từ phía Campuchia vào vùng biển Kiên Giang có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Qua kiểm tra thì lực lượng chức năng phát hiện trên hai tàu có hơn 200.000 lít dầu đeo không rõ nguồn gốc. Tổ công tác tiến hành kiểm đếm, lấy mẫu, niêm phong toàn bộ các khoang hầm chứa dầu, dụng cụ sang chiết dầu của cả hai phương tiện này. Thưa quý khán giả, tính đến ngày 25 tháng 3, Công an Đồng Nai phối hợp với C02 cùng các lực lượng chức năng đã ra quân triệt phá đường dây sản xuất xăng giả ở nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Nam gồm Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, thành phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Phước. Trước khi đường dây này bị triệt phá, hàng trăm triệu lít xăng giả kém chất lượng đã đi vào bình xăng phương tiện giao thông của cả ngàn, chục ngàn hay cũng có thể là nhiều hơn của nhiều người tiêu dùng. Lúc này câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất hiện nay là đổ xăng giả sẽ gây tổn hại ra sao? Đây chính là vấn đề 389 cảnh báo đến quý vị ngay bây giờ. Hai trăm triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính cả tấn tiền, nhiều cây xăng bị phong tỏa và hơn 40 người liên quan bị khởi tố bắt tạm giam. Khi thông tin về đường dây xăng giả cực lớn được cơ quan chức năng và báo chí cung cấp, nhiều người tiêu dùng đã hoang mang khi không biết mình đã đổ xăng ở những cây xăng nào, loại xăng mình đổ có sử dụng phải xăng giả, xăng kém chất lượng hay không, và việc sử dụng xăng giả sẽ gây tổn hại gì tới động cơ xe của mình. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Chủng, hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, xăng giả là một trong các nghi vấn chủ chốt khi xác định nguyên nhân cháy xe. Thứ nhất, do các ống cao su trong hệ thống dẫn nhiên liệu của ô tô và xe máy tính toán để chịu được xăng thật, nên khi đổ xăng giả, các xoang cao su bị nở ra sẽ xảy ra tình trạng rò rỉ xăng. Khi xăng rò rỉ, chỉ cần một tia lửa điện, nguy cơ cháy nổ là rất cao. Thứ hai, xăng giả có chỉ số tan thấp hơn. Khi chạy xe xảy ra hiện tượng kích nổ, sóng áp suất rất mạnh, gây cong trên, gây bòn bê tông, xếp bạc, làm cho tuổi thọ động cơ ngắn đi. Xăng giả tràn lan nhưng hiện nay nhiều hãng xe chỉ bảo hành với điều kiện ràng buộc là sử dụng nhiên liệu chuẩn. Nếu không may đổ trúng xăng giả, hãng cũng không thể bảo hành xe cho người tiêu dùng. Do đó, việc mà người tiêu dùng cần quan tâm đó là sớm nhận biết chiếc xe của mình có phải đã đổ xăng kém chất lượng hay không.
Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, động cơ yếu đi là một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất. Ví dụ trong lúc chạy có tiếng tróc máy, xe cọc cọc, hay khi xe số 4 mà đang chở nặng, lúc kéo ép gà không trả số thấp hơn thì ngay lập tức sẽ nghe tiếng cọc 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 trong động cơ. Đây là hiện tượng kích nổ đang xảy ra do xăng không đúng chất lượng. Dù đường dây sản xuất hàng trăm triệu lít xăng giả đã bị triệt phá, nhiều kẻ liên quan đã bị khởi tố, bắt tạm giam và cơ quan chức năng vẫn đang mở rộng điều tra. Nhưng những thiệt hại và hệ lụy mà người tiêu dùng phải gánh chịu là rất khó để xác định và thống kê. Và cũng chẳng biết đến bao giờ vấn nạn xăng giả này mới chấm dứt, để người tiêu dùng không còn phải băn khoăn về chất lượng xăng của những chiếc xe mà mình đang chạy. Xăng giả là mối nguy rất lớn nhưng lại gây tai hại ngấm ngầm từng tí một. Đổ loại xăng này một thời gian đủ dài mới gây ra tác hại ăn mòn. Trên thực tế, đến khi phát cháy thì cả chủ xe lẫn cơ quan chức năng rất khó xác định nguyên nhân. Do đó, việc trông chờ ngành chức năng làm trong sạch thị trường xăng dầu là giải pháp tốt nhất hiện nay. Thông tin này cũng xin được khép lại thời gian dành cho bản tin về người tiêu dùng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.